Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ tháo cái xe tự cân bằng hai bánh xem ở bên trong nó cấu trúc như thế nào các bạn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu. Cho bánh bên này để điều khiển bánh bên này, bo mạch này để điều khiển bánh bên này. Đây là dây rắc đèn led, đèn led để sáng. Đây. Đây là rắc của đèn led sáng của bên này. Đây là khung hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm. Đây là một hợp kim nhôm. Và giữa thì có trục xoay. Trục xoay thế này lệch nhau khoảng 10 độ. Chỉ có thế thôi các bạn, vì đây người ta đóng bo đã kín rồi. Thế còn motor, hệ thống bánh, mỗi bánh là một motor độc lập, mỗi bánh là một chiếc motor độc lập. Xem là motor này nó công suất bao nhiêu. Đây là hệ thống led. Hệ thống đèn led này là để báo điện ở đây. Đấy, rắc cắm ra đây. Rồi. Hai bên này giống nhau, tôi tháo bên này nhé, chụp ảnh ạ. Chụp ảnh ạ. Rồi, ok. Lùa qua đây, rất là dài. Đây là một cái bo đèn led để sáng ở vị trí chân đứng. Những cao su đứng chân có thể dài là được. Trong quá trình sử dụng, nếu ta hỏng cái bộ phận nào thì ta rút cái bo mạch bộ phận đó ra. Ví dụ hỏng phần công tắc khởi động thì ta thay công tắc, ta rút cái bên này ra. Nếu mà hết pin thì ta thay cục pin, thì ta rút rắc pin ra thôi. Có đường riêng. Rút ra là thay thôi, rất đơn giản. Nếu mà bị bo ở bên phải thì ta thay bên phải, bị bo bên trái ta thay bên trái. Nếu bị hỏng không có âm thanh Bluetooth loa thì ta rút cái đó. Nhà thiết kế đã sản xuất và đã có rất là tích hợp vào các bo mạch, cho nên khi ta thay thế rất là dễ. Nhưng cái điều quan trọng là ta xác định là hỏng cái gì. Đấy là một cái quan trọng đầu tiên. Nếu mà xe có trục trặc thì ta phải xác định là nó hỏng cái gì. Thì khi ta tháo ra ta thay nó
mình sẽ đúng cái đó. The Bluetooth device is ready to pair.